một cái sản phẩm mà tiếp theo cũng khá là kinh điển nha. Chúng ta có một cây quạt cổ điển, một cây quạt cổ điển các bạn. Toàn bộ thân nó là gang sắt đúc hết, cánh nhôm ha, cánh là cánh nhôm nha các bạn, cánh nhôm, và thương hiệu là Mitsubishi. Mitsubishi với cái kiểu dáng cái cánh này thường anh em chơi quạt họ hay đặt cho nó cái tên là Mitsubishi lá bàn, cánh lá bàn, hộp số gạt ha, ba số thôi. Và cái hộp số của gạt này phải nói là rất là chắc chắn các bạn, rất là chắc chắn và bền bỉ. Cái phần đế phía trong nó có một cái cuộn tăng phô được làm trên cái nền cái lõi sứ, tạo cho cái quạt cái độ đầm chắc khá là nặng ha. Cái quạt này trọng lượng nó khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 8 kg bạn. Một cái quạt có đường kính cánh 12 inch, tức là khoảng 30 cm thôi, nhưng mà trọng lượng nó khoảng 8 kg, rất là kinh khủng ha, rất kinh khủng. Và cái con này nó xài cái phần tiếp năng rời ở ngoài như kiểu cái bình dầu vậy đó. Nhiều anh em cũng hay đặt cho nó cái tên là mít, kiểu mít bình dầu á ha. Đây. Và cách tháo lắp của cái hộp số, cái phần tiếp năng quay của nó đây cũng rất là đặc biệt. Okay. Con này nó có chức năng xoay và đứng lại ha. Chúng ta nghịch lên là nó dừng lại, cũng tương tự như những cái quạt thế hệ mới bây giờ thôi. Tình trạng cái quạt này là nguyên zin, chưa có qua vệ sinh gì hết, chưa qua vệ sinh sửa chữa gì hết nha các bạn. Cái dây nguồn này thì có thể là đã được thay thế bên kia rồi, nhưng mà họ cũng thay bằng cái dây zin của Matsushita nè các bạn. Logo này Matsushita nè, là đời đầu tiên của Natinan bây giờ đó. Các bạn thấy cái chữ N không? Sau này là Natinan đó, nhưng mà cái logo này là đầu tiên là của Matsushita Electric. Ok, dây nguồn từ trên xuống vẫn còn mềm dẻo ha. Cánh nhôm nha, nhắc lại con này cánh nhôm. Và thiết kế cái bộ lồng này đánh giá cho chúng ta biết là cái quạt này nó sản xuất khoảng thập niên 1950 các bạn. Cũng như cái phần tem đồng của nó, tem đồng đây vẫn được thể hiện bằng tiếng Anh. Logo của hãng Mitsu trên đây thể hiện bằng tiếng Anh. Lúc này họ còn chịu sự ảnh hưởng nhiều của Mỹ và phương Tây một số nước, nên cái việc thiết kế ra những cái món công cụ, dụng cụ, máy móc nó chịu ảnh hưởng nhiều từ phương Tây, cũng như là một vài các bạn thiết kế của châu Âu, như những cái quạt Marelli quá nổi tiếng ha, những thương hiệu của Mỹ vân vân. Thì Nhật họ cũng làm để họ xuất qua những cái thị trường như thế, chính vì vậy bắt buộc họ phải có những cái thiết kế gì đấy nó mang âm hưởng của những cái thương hiệu kia thì nó mới bắt được cái trend của người tiêu dùng. Ok, đùa tí cho vui thôi. Thì đây là một cái quạt xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. Chính vì những cái quạt như thế này thì hiện tại bây giờ họ không còn sản xuất nữa, và cái số lượng quạt mà để còn liền lạc, còn đẹp và sử dụng được tốt thì nó cũng không phải nhiều nữa các bạn, cũng không phải dạng còn nhiều đâu ha. Cái lồng quạt này thì nó hơi bị cấn một chút xíu trong quá trình nó vận chuyển về đó các bạn, nó hơi bị đè, nó hơi cấn nhẹ nhẹ một chút xíu thôi, nhưng mà nó không có bị chạm cánh ha, nó không bị ảnh hưởng gì hết. Thành thử ra mình cũng không có can thiệp, chưa có sửa chữa, chưa có làm gì đến nó hết nha. Mình vẫn giữ nguyên hiện trạng để cho các bạn thấy là cái đây là cái quạt nó lúc mà nó ship từ bên kia về thì hiện trạng nó như thế này, hay là quạt đấu ship từ bên Nhật về chứ không phải là hạt quạt sử dụng ở đây ha. Ok, này cái phần đế nó có một cái phần vòng đệm bằng giống như nỉ các bạn, giống như bằng nỉ vậy đó, nó giống như nỉ vậy đó ha. Này, mình sẽ tháo thử cái vòng đít này ra để các bạn chúng ta xem qua một chút xíu về phía nội thất bên trong của nó có cái gì đặc biệt hay ho hay không. Okay. Những cái con vít này là bằng đồng hết nha các bạn, những con vít này là bằng đồng hết. Nhắc lại ha, cái vòng đệm này nó giống như là nỉ các bạn, nỉ vậy. Vít dẹp hết.
Toàn bộ những cái chi tiết ở trên cái quạt này nó là dùng vít dẹp hết. Ở đây có ba con vít và có một con có lồng đờn thôi. Lý do là cái phần bắc các bạn thấy không? Họ thiết kế để cái rãnh này nó to hơn nè. Để chúng ta tháo lắp nó nhanh. Ở trên đây nó có một cái sơ đồ mạch đó các bạn ha. Còn nguyên cả cái tem, cái sơ đồ mạch của cái cuộn tăng phô để ấy đây. Dây nguồn từ trên xuống không biết là đen đỏ trắng gì đấy. Ok. Đây, cái này là bằng sứ mà. Cuộn nó còn zin hết. Ha. Cuộn nó còn zin hết. Đây cái phần số gạt của nó đây các bạn thấy không? Làm rất là chắc chắn. Nguyên cái cục này bằng sứ hết, bây giờ nó khá là nặng các bạn. Khá là nặng. Đầm chắc. Sơn zin rất là đẹp, rất là đẹp. Và cây quạt này giao lưu cho các bạn với giá là 4 triệu 500 ngàn. 4 triệu 500 ngàn. Một cây quạt của Mitsubishi cổ điển. Lồng thưa. Logo là bằng Mica. Logo của Mitsubishi bằng Mica. Rất là cổ điển ha. Những cái ốc vít phía trong này là bằng đồng hết, vít dẹp lông đền đều bằng đồng hết, rất là cổ điển, xứng đáng cho chúng ta sưu tầm và sử dụng. Nước sơn của nó cái này về chúng ta vệ sinh đi, chúng ta bắt cà na qua cái là nó bóng lưỡng liền tem đồng ha, tem bằng đồng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái chức năng quạt của nó như thế nào. Ok. Bốn triệu 500 nghìn. Như các bạn thấy là hầu như trên cái kênh của mình trong rất là nhiều cái video gần đây cũng như là trong những cái thời gian xuyên suốt gần nhất, hầu hết tất cả sản phẩm là mình đều báo giá công khai cho các bạn đó. Không có cái hiện tượng là inbox hay là alo gì hết trơn ha. Tại vì sao? Đồ của mình hiểu giá trị sản phẩm đồ của mình thì mình sẽ báo giá cho các bạn, không mất thời gian các bạn phải bắt máy lên nhắn tin alo inbox gì hết. Đấy, giá rất là công khai minh bạch để chúng ta tiết kiệm được thời gian và không phải alo gì hết. Alo là để chốt sản phẩm. Nếu chúng ta cảm thấy phù hợp với mình, với sản phẩm đó, chúng ta chỉ việc alo, nhắn tin. Ok. Alo, chốt sản phẩm. Chứ không phải alo để hỏi giá nữa. Và không mặc cả nha mọi người. Giá chưa bao gồm phí ship. Ok. Nếu các bạn cảm thấy đồng điệu với nhau, cảm thấy tư duy đồng điệu, vui vẻ, happy với nhau thì cái việc free ship đó là cái việc mà trao đổi riêng anh em chúng ta cảm thấy nó hợp lý. Ok. Còn ngoài ra hầu hết tất cả sản phẩm mặc định là không bao gồm phí ship. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ test cái chức năng quay sử dụng của nó. Cái số 1 là số mạnh nhất nha các bạn ha, số 1 số mạnh nhất, số 3 là cái số nhẹ nhất. Gió mát ha. Mát ha. Các bạn nghe nó có tiếng đó là cái lồng nó cũng có cái độ rung 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 nhẹ đó các bạn. Rung rung nhẹ đó.
cái này về chúng ta cần kiểm tra, hiệu chỉnh, nắn chỉnh cái lồng một chút xíu, và chúng ta vệ sinh tra dầu mỡ vào cái phần trục xoay cũng như là những cái ổ bạc đạn của nó, là nó sẽ hoạt động trơn tru mượt mà và êm ái lại bình thường. Ok, tại vì cái việc mà vệ sinh này nó đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ, một cái sự am hiểu về quạt nhất định, và một cái lòng đam mê khi mà phục dựng những cái quạt này các bạn. Tại vì nhiều chi tiết nó rất là tỉ mỉ, rất là nhỏ, rất là khó tìm. Nhiều khi chúng ta làm nó hỏng hóc thì và nó là tìm lại rất là vất vả, tại nó thuộc dạng cái quạt cổ mà. Giống như kiểu mình làm xe cổ vậy đó. Từng con ốc nó cũng phải phải trân trọng nâng niu, và khi chúng ta tháo lắp ra nó cũng vậy. Nó tạo cho mình một cái sự tìm tòi, đầu tư và đam mê, một cái thú chơi rất là hay ho. Và khi mà chúng ta phục dựng xong những cái quạt cổ như thế này, nó đem lại cho chúng ta một cái niềm vui khi mà chúng ta thưởng thức được cái sự hoạt động trơn tru mượt mà, một cái nét đẹp qua thời gian của nhà sản xuất, và nó đem lại cho chúng ta một cái tinh thần phấn chấn, một cái năng lượng tích cực vui vẻ. Ok.